Một điểm mới thú vị năm nay là bảng đèn chạm. Người chơi sẽ nhấn công tắc bật đèn nếu tìm thấy sự đồng cảm và thấu hiểu với đối phương thông qua một bộ câu hỏi dẫn đến tình yêu. Một nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng những câu hỏi trực diện được đáp lại bởi những câu trả lời thẳng thắn, chân thành, trung thực về quan điểm, cảm xúc. Hai con người chưa từng gặp nhau sẽ đến được với nhau gần hơn trong tình yêu. Hạnh phúc là khi bạn ấy hạnh phúc thì em hạnh phúc. Ôi ôi. Chúng ta sẽ cùng đến với bộ câu hỏi mà các chuyên gia chuẩn bị sẵn cho hai nhân vật. Câu hỏi dành cho hai bạn cũng đơn giản thôi nhưng mà sẽ đòi hỏi trí nhớ một chút. Các bạn đã trưởng thành trong một gia đình có hoàn cảnh như thế nào? Nó đã ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách của mình ra sao? Bản thân em thì em sinh ra trong một gia đình bố mẹ cũng làm công nhân bình thường. Và do cái hồi đó thì cũng khó khăn ạ. Nên mẹ em có đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Trước khi khai giảng lớp 1 tầm mấy tháng là mẹ em đi. Là đi một mạch đến năm em lớp 12 thì mẹ mới về. 12 năm xa mẹ. Cho nên là cái việc mà em trưởng thành thì em theo cảm nhận của cá nhân em. Đó là cái việc em đi ra ngoài, em tiếp xúc, em học hỏi từ môi trường xung quanh. Thế thì cái việc mà mẹ không ở bên cạnh em á, nó có phải là một cái sự vắng bóng hoàn toàn không? Thật ra thì không phải mẹ vắng bóng hoàn toàn trong cuộc đời em. Đầu những năm 2000 không có phương tiện liên lạc như bây giờ. Hàng tháng là cứ viết thư tay đều đặn 2 lần, viết dài lắm. Thậm chí là sau này vẫn còn một cái giường là giữ những bức thư đó. Thì nói chung là trong quãng thời gian em lớn lên thì mẹ vẫn luôn ở đó. Tức là cái quãng thời gian nó lâu quá và em không khắc rõ được cái hình ảnh của mẹ em trong đầu như thế nào. Và đến cái đêm lần đầu tiên mà em ra sân bay em đón mẹ em, năm lớp 12, em có một nỗi sợ rằng là mình không nhận ra được mẹ thì sao. Nhưng có một điều kỳ lạ về cái tình mẫu tử, khi mẹ em bước ra, em biết luôn đấy là mẹ em. Và mẹ em cũng biết đấy là em. Và thế là hai mẹ con chạy vào ôm nhau. Đấy chính là cái vô hình trong cảm xúc đấy. Khi yêu thương mà hướng về nhau ấy, thì chúng ta sẽ có những cái sự kết nối một cách vô hình mà không thể giải thích được. Tôi đang thấy có một đèn đã sáng ở bên phía bạn Thảo Ly. Có vẻ như đó là một sự đồng cảm. Em thấy đồng cảm với anh bởi vì bố mẹ em thì cũng không ở với nhau từ khi em còn rất là nhỏ. Em vẫn ở cùng với mẹ, với bà ngoại. Mẹ cũng là người mà em rất là hay chia sẻ. Mặc dù mẹ em rất là ghê gớm ạ. Mẹ em rất là ghê gớm ạ. Mẹ em rất là ghê gớm ạ. Có gói gọn là có thể gọi mẹ em là sư tử Hà Đông luôn đấy ạ. Nên là... Hà Đông luôn đấy. Hà Đông luôn, đúng rồi, đúng đường rồi. Vâng. Thương em mẹ mới đánh, nhưng mà nhờ những trận đòn roi như thế mà mình mới trưởng thành được. Học xong cấp 3 là em đã đi làm thêm. Em làm bưng bê quán cà phê. Nhưng ngày đấy em cảm thấy rất là vui. Mình vừa được trải nghiệm và mình vừa được kiếm được cái đồng tiền mà đầu tiên. Nó rất là trân trọng ạ. Trong lúc bạn trả lời thì bạn Thắng lại bấm đèn rồi đây. Tại sao lại bấm đèn Thắng? Vâng, em có nghe bạn chia sẻ là bạn đi làm khá sớm ạ. Vâng, thì bản thân em cũng đi làm khá sớm nên em thấy là em đồng cảm được và em hiểu được là cái giai đoạn đấy nó đã phải trải qua những chuyện gì. Có vẻ như đây là hai bạn trẻ tự lập từ rất sớm. Câu hỏi tiếp theo nhé, dành cho hai bạn này là các bạn có thể nói một cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của người mà các bạn yêu thương nhất. Bố em thì là một người hiền, rất là hiền, rất là chiều con cái. Trong cái chiều đấy thì bố em lại hơi không có sự quyết đoán. Vâng, không có sự quyết đoán ấy. Rồi. Nên là em cũng khá là suy nghĩ nhiều về vấn đề mà bố thiếu cái sự quyết đoán đấy. Và đó là lý do vì sao em thích một chàng trai vừa là good boy vừa là bad boy. Bởi vì ở đó ấy, nó có một sự trái chiều và ở đó đôi khi có một sự ngang tàng. Thảo Ly, em sẽ phải mạnh mẽ hơn những gì mà em đã từng. Bởi vì ở bên này là một chàng trai có vẻ như đang chờ cái tín hiệu từ em. Em một câu hỏi muốn hỏi anh đấy là, thế anh thích gu bạn gái như nào? Anh thích gu bạn gái như em. Nhưng mà anh đã biết gì về em đâu ạ? Anh bị thu hút bởi giọng nói, và giọng nói của em thật sự rất ngọt ngào. Thằng ơi, vợ anh ngày xưa nhà cũng thế nên nói ngọt lắm, nhưng mà bây giờ nó cũng khác, thay đổi nhiều đấy. Anh ơi, mình đi trồng cây, mình không có đi cưa cây. Nào. Bây giờ sẽ qua câu thứ 3 đi.
Thì chị muốn hỏi là trong cái quá trình trưởng thành của các bạn á, các bạn đã tự làm gì để chăm sóc cho bản thân của mình? Thì chắc là em sẽ nói về cái việc làm em hối hận. Quãng thời gian sau khi chia tay bạn gái cũ, hồi đấy em cũng suy sụp. Xong rồi cũng kiểu ăn uống thất thường, xong rồi cũng uống rượu, uống bia, rồi là chơi điện tử thâu đêm suốt sáng, thì nó làm hại sức khỏe rất là nhiều. Nó thậm chí còn ảnh hưởng đến công việc nữa. Thì nếu mà nghĩ lại quãng thời gian đấy thì nó hơi bị tiêu cực ạ. Theo những gì mà em đã được quan sát, được trải nghiệm, thì em thấy rằng là những cái nỗi buồn, những cái nỗi đau ấy, nó sẽ không biến mất, nó sẽ luôn ở đây. Chúng ta chỉ có chấp nhận và vượt qua thôi. Còn những cái sự kiện ngày hôm qua thì nó vẫn luôn ở đây. Tức là sống ôn hòa với những cái trải nghiệm không vui đó. Vâng, thì đúng em rồi. Tập trung vào bản thân em nhiều hơn. Hồi đấy là nhậu nhẹt đấy, đúng không? Xong bắt đầu bia rượu, bia bọt. Thế là có một tí hư đấy. Có hư đấy. Bắt đầu một tí em ngồi như đấy, được rồi. Thắng là bừng tỉnh là do tự nhận thức ra là bừng tỉnh, đúng không? Còn tôi ấy là tôi thấy là béo quá rồi, phải tỉnh thôi. Nhưng mà uống nữa thì chết. Em cũng có một chút đồng cảm với anh về cái việc chia tay người yêu ấy ạ. Khi mà yêu một ai là em sẽ tập trung rất nhiều vào người đấy. Nếu mà vấn đề có bị làm sao là em sẽ suy sụp. Em còn nghĩ là mình đã gần như là sắp trầm cảm đến nơi ấy. Về gia đình, nếu như hôm nay gia đình của em có chuyện, thật sự là hôm ý của em là một ngày rất là kinh khủng cho đến ngày hôm sau. Và em sẽ chuyển hóa lại cảm xúc, trở thành ok, ổn ạ. Chính cái trải nghiệm khi mà Ly lớn lên cùng với mẹ, với bà, và mẹ cùng với ba lại là một cái cuộc hôn nhân nó phải dừng lại sớm. Cho nên những cái nỗi đau hoặc là những cái xáo trộn trong gia đình á, bạn ấy sẽ chấp nhận nó như cái kiểu đã diễn ra trong cuộc hôn nhân của ba mẹ, để không cần phải buồn dai. Đó là lý do khi mà Ly đến với một cái tình cảm riêng tư của Ly, thì Ly sẽ trút hết cái sinh lực của mình vào đấy để chăm bón nó, để mong muốn nó phải được tròn trịa, nó phải viên mãn. Vì bên kia mình đã thiếu cái điều này. Vâng. Vậy thì chị sẽ đoán rằng khi em yêu, em sẽ có xu hướng hành vi của một cái người đi chăm sóc người yêu. Vâng, đúng rồi ạ, chính xác đấy. Trời ơi, bằng em bằng thiệt mọi người ơi. Các bạn nghĩ là mình đã tự yêu được chính mình bao nhiêu điểm trên thang 10? Cho đến thời điểm hiện tại thì em nghĩ là 8 ạ. Thế là vừa đủ đấy. Em thấy nếu mà chấm điểm cho cá nhân em cũng là 8 trên 10. Hai điểm đấy của em là phụ thuộc vào cái bạn nữ. Thì em có một cái niềm hạnh phúc là khi bạn ấy hạnh phúc thì em hạnh phúc. Ôi ơi. Ngập ngừng thẹn thùng làm gì bé ơi, em đừng đi đâu mình đâu. Câu hỏi tiếp theo không anh? Tiếp theo thôi. Tiếp theo nhá. Tiếp theo là mình hỏi, mình đừng hỏi hai bạn nữa anh. Mình hỏi người thân đi anh. Hai cái người phụ nữ mà nãy giờ được nhắc đến rất nhiều luôn. Và trước hết chúng tôi xin được kết nối với mẹ của bạn Thắng ạ. Xin chào chị ạ, chị có nghe thấy chương trình nói gì không ạ? Dạ, xin chào chương trình, tôi có nghe thấy. Dạ vâng. Chúc chương trình về sức khỏe. Vâng ạ, bây giờ cô nhìn sang cái phòng bên cạnh, có một bạn nữ cũng đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Chào cô ạ. Đấy, bạn ấy tên là Ly quá. Con chào cháu ạ. Đôi khi cũng tâm sự với con tìm ai trong cuộc sống, mẹ không cũng muốn mong gì hơn. Mẹ chỉ mong lúc nào trong gia đình cũng có đầy ắp tiếng cười, vui vẻ, các con hạnh phúc là mẹ mừng. Rồi và bây giờ thì cháu sẽ dành thời gian để cho bạn Ly hỏi cô một vài câu về bạn Thắng ạ. Chào cô. Cô ơi, anh Thắng ở nhà thì anh ấy có chăm làm việc nhà không cô? Nói chung thì Thắng thì ở nhà, đôi khi cô không có ở nhà, về nhà là cũng là cơm nước phụ bà với bố. Vì không phải là cô khen con cô, nhưng mà thực tình là cô thấy là nhìn lên thì gọi là không bằng ai, nhưng nhìn xuống có thể là nhiều người chưa được bằng con cô. Đó, cảm ơn cô. Chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe ạ. Hẹn cô một ngày gần nhất ạ. Dạ, thì cảm ơn chương trình và cảm ơn các bạn nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Và tôi sẽ kết nối với mẹ của Ly. Xin chào chị. Chị có nghe thấy chương trình Hãy Yêu Nhau Đi kết nối không ạ? Dạ, vâng ạ. Có nghe rõ ạ. Ly có nói thầm với cả chương trình, với các quý vị khán giả là chị là tính mạnh mẽ lắm đấy ạ.
ra mẹ em rất là ghê gớm ạ. Mẹ em rất là ghê gớm ạ. Mẹ em rất là ghê gớm ạ. Có gói gọn là có thể gọi mẹ em là sư tử Hà Đông luôn đấy ạ. Sư tử Hà Đông luôn đấy ạ. Chị nghĩ rằng là Ly có cần một người đàn ông cũng mạnh mẽ như vậy để ở bên cạnh Ly không ạ? Tôi thì nóng tính, mà tôi thì cũng là người cũng thẳng thắn với Toàn. Ly thích một người yêu Ly chân thành và cùng sẻ chia và thương yêu Ly thật lòng. Tưởng cái gì chứ cái đó thì em nghĩ là ở chương trình đã có đủ rồi đấy ạ. Thắng chào mẹ Ly đi Thắng. Cháu chào cô ạ, cháu chào cô ạ. Cháu cũng giống một diễn viên nào nhỉ? Giống diễn viên đây này. Đấy, câu này là ăn điểm rồi. Ở nhà thì bạn Ly có những cái điểm gì mà cô cho rằng là cô chưa ưng lắm? Cô diễn viên là Ly là môi của cô. Vâng. Thật sự là cháu chưa được nhìn thấy Ly, nhưng mà cháu nhìn cô thì cháu có thể đoán ra được là sự xinh đẹp của em đến như thế nào. Tốt, hay quá, biết mình mẹ vợ tốt quá. Được quá, câu này khá. Thế con ơi, cô hỏi ngoài luôn thì con nay 3 tuổi rồi. Nếu mà tính tuổi cưới thì là tuổi chuột, tuổi tí, bính tí ạ. Thế con gái cô là cũng ở cái tam tuổi như con đấy. Em được biết là người đàn ông của cuộc đời chị và lúc này cũng tên là Thắng đúng không chị? Anh ở nhà mình. Vâng ạ, bây giờ đang cười quá. Đấy, và báo cáo với chị. Đấy, Thắng rồi. Cố duyên với Thắng và em đã bảo rồi. Mà gia đình mà lại có hai Thắng là người ta gọi là Thắng to đấy chị ạ. Như vậy là chúng ta vừa kết nối với hai người thân của bạn Thắng và của bạn Ly. Và có một điều vừa được hé mở liên quan tới tuổi tác của hai bạn. Thắng, em sinh năm 1996. Và Ly, em sinh năm 1995 ạ. À, vậy là đúng gu của em rồi. Không, em thích trai trẻ. Không, em thích trai trẻ. Thích à? Em thích trai trẻ. Đấy, đấy thì được rồi. Mọi người thấy chưa? Trẻ và đẹp trai nhá. Em đã từng trải nghiệm một người kém một tuổi rồi ạ. Cũng khá thú vị, cũng không tệ. Bọn em không tiếp tục với nhau bởi vì là cái sự không quyết đoán của bạn ý. Bạn ý không quyết định được là mối quan hệ của bọn em sẽ đi đến đâu. Trong khi là bọn em cũng yêu nhau khá lâu, khoảng 5 năm ạ. Wow. Giải thoát 5 năm. Vậy thì bây giờ hỏi chàng Bính Tí thế này. Em nghĩ mình có phải là người quyết đoán hay không? Em nghĩ là có anh ạ. Sau nhiều vấp ngã, sau nhiều thất bại thì mình nhận ra được là mình nên quyết đoán ở thời điểm nào. Bởi vì vốn dĩ nhá, phụ nữ bằng tuổi là họ đã già dặn hơn đàn ông vài năm rồi. Đúng rồi. Vậy thì với một người phụ nữ hơn em một tuổi, em có tự tin để có cái sự trải nghiệm và chín chắn hơn người phụ nữ này hay không? Thật ra nếu mà xét hơn thì cái này khó xét lắm ấy. Bởi vì cái dòng thời gian và cái trường trải nghiệm mỗi người khác nhau. Nhưng mà em tự tin là em đã thấy đủ nhiều. Em biết đủ nhiều để em có thể hiểu rằng là mình nên làm gì để hướng tới một cái hôn nhân và một cái gia đình hạnh phúc mãi về sau. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I don't wanna leave, I don't wanna lie. Started to cry, but then remembered I.